Chào bà con, chào các bác. Hôm nay cùng bò về cặp bò mới và một con B3B. Đấy. Thì cặp bò này nó thuộc về dòng pha lai sim lùn nhé. Đấy, con này thì là đẻ sang lứa thứ tư. Đấy. Hàng rất là đẹp này. Dòng này thì gia đình chăn rất là kém cho nên là nó hơi dẻo mình. Đây con mẹ của nó này. Đấy. Ăn thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, con con sữa cực kỳ mát luôn nhé. Đấy, con con này là được 1 tháng rưỡi. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Dày cốp luôn nhé. Đấy, con mẹ của nó là đuôi dài chấm đất luôn. Con mẹ thì nó cũng chuẩn bị lên giống rồi. Đang có hiện tượng lên giống. Đấy, cái dòng này thì nó rất là mắn đẻ luôn. Em quay chi tiết để các bác xem này. Đấy, đầu mặt của nó nhá, khoang khuấy này, chuẩn hết luôn này. Đây, chân móng này, móng sò đẹp nhá. Đấy, bầu sữa nó này. Đấy, rất đẹp luôn. Riêng cái dòng lai lùn này thì nói các bác câu là nó rất là hay ăn và dễ chăm sóc, đẻ cực kỳ mắn luôn. Đấy, con này 1 tháng 10 ngày. Đấy. Rất là ngốp luôn này. Đấy. Dày cốp luôn nhé. Đấy. Đây con mẹ mẹ của nó này. Con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa 1m3 nhé. Đấy, tầm cửa 3 tạ 7 hơi. Đấy, đẹp long lanh luôn nhé. 3 tạ 7, 3 tạ 8 hơi. Đấy, riêng dòng này về các bác mà chăn hẳn hoi vào rất là đẹp luôn. Đấy, khung tảng rất là to. Dòng này thì nó đẻ rất là mắn luôn nhé. Đấy, con mới được hơn tháng lại chuẩn bị lên giống rồi. Đuôi dài chấm đất luôn nhé. Đấy. Đuôi to dài. Trái mình rất là đẹp luôn nhé. Con này nếu mà bác nào mà chăn hẳn hoi vào, con bò lên tầm 4 tạ rưỡi hơi thoải mái luôn nhé. Đấy, khung xác nó rất là to luôn. Đấy. Cặp bò này thì có giá là bằng 45 triệu. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lai lùn thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt cặp bò này nhé. Đấy, cặp bò này các bác nuôi rất là lợi thế vì con nó là 3B đực. Đấy. Con này các bác nuôi vài tháng nữa là lại ok rồi. Đây, con nó này. Mồng rất là to luôn nhé. Đấy. 3B đực xịn luôn nhé. Dày cốp luôn. Đấy, cặp bò này thì các bác nuôi về mình nên chăn tốt một chút để cho nó con mẹ nó nhiều sữa cho con nó bú nhá. Vì vậy nó sẽ nhanh lên giống. Đấy là kinh nghiệm là em nói với các bác chăn nuôi là mình phải biết và phải học cách chăn nuôi nhá. Đấy, những con bò mà lúc nó mới sinh nó đẻ bé bé như này các bác nên chăn tốt một chút thì nó sẽ nhanh phát triển và thứ hai nó nhanh lên giống. Đấy. Quay chi tiết này để các bác xem và tham khảo. Nếu mà bác nào mà yêu thích hàng lai lùn thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt cặp bò này nhá. Cặp bò này về các bác nuôi thì rất là dễ chăm luôn. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy, con mẹ khung tảng rất là to luôn. Con 3B đực. Đấy, giá rất là hợp lý luôn. 45 triệu. Bao ship cho các bác trong 100 cây nhé. Đấy, mua những cặp bò như này mình nuôi thời gian nữa là con B nó được 2 mấy triệu rồi. Thì còn con mẹ nó rất là ít tiền. Đấy, mình chăn nuôi mình vẫn phải tính như vậy các bác ạ. Này con nó này. Con này, đầu rất là ngốp luôn này. Đấy. Mồng to. Chân tay to. Đấy. Mà B xịn rồi các bác ạ. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái lên dễ chăn, lai lùn thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bắt cặp bò này
Cả bò này thực sự nó rất là dễ nuôi luôn. Nuôi nếu về các bác chăn con này mà các bác chăn tốt một chút lên thì rất là đẹp luôn nhé. Con mẹ của nó khung tảng đại ca luôn chứ không phải là hàng bình thường nhé. Đấy. Khung rất là to luôn. Vì gia đình chăn rất kém cho nên là nó như vậy. Đấy, con này về các bác chăn hẳn hoi và đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Con ba bì đực này. Con này thì em mua cùng một nhà cạnh đấy nhưng mà nhà người ta chăn rất là kém. Con này thì ví dụ bác nào về mà chăn tốt một chút thì rất là đẹp, ít tiền 22 triệu đấy. Bò gia đình chăn là không chăn cám cho nên là nó rất là gầy dẻo bò. Đấy, con này về các bác chăn mạnh một chút cái là đẹp long lanh luôn. Con này thì nó tầm cửa 180 cân hơi. Đấy, cửa 1m1. Đi cơ. Đấy, nhưng mà khung rất là to nhé. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng 3B vừa tiền thì liên hệ trực tiếp cho em. Vẫn là con 3B nhưng mà mình chăn nó kém cái nhìn nó khác hẳn con bò bình thường. Cái dòng này mà các bác chăn tốt một chút nó rất là nhanh luôn. Đấy. Em quay chi tiết lại cho các bác xem một lần nữa để các bác tham khảo này. Đây con bò mẹ của nó nhé. Đuôi của nó này. Đấy, dài chỉ đất luôn. Bảy lề của nó là đang bóng bóng và chuẩn bị đi giống. Đó. Gia đình mà con này nó lứa nào cũng rất là mắn luôn. Tầm tháng hơn tháng là đi giống. Con này cũng chuẩn bị đi giống. Đấy, vì điều kiện gia đình có việc tiêu tiền cho nên là bán cả bò này. Đấy, cả mẹ con này các bác nhìn biết nước sữa của nó rồi. Rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy, mông to, cao trường dài. Con này nếu để các bác mà chăn tốt một chút thì con bò mẹ nó 4 tạ rưỡi hơi. Nếu con bò mẹ này mà béo lên, đấy, bò mẹ chuẩn bị đi giống nhé. Chắc thì tầm nay hoặc mai là đi giống. Nó đi giống nào là cho bắn tinh lúc bấy giờ. Đấy, rất là mắn đẻ. Con mới được hơn tháng thì mẹ lại chuẩn bị đi giống. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng lai lùn thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cả bò này nhé. Cả bò này các bác nuôi thì rất là dễ chăm luôn. Về các bác chăn tốt một chút để cho con mẹ này nó cho nhiều sữa cho con nó bú nhé. Đấy, rất là hợp lý luôn. 45 triệu bao ship về tận nhà cho các bác. Bác nào mà thiện chí thì điện thoại trực tiếp cho em bắt cả bò này nhé. 45 triệu có ra hàng cho các bác vài trăm về các bác chăn nuôi. Hàng rất là to, tầm đại. Chào các bác.